bạn, chúng các bạn đã quay trở lại với YouTube của Giáo trình Anh nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 6 tháng 8, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, mới đây thì Phó Chủ tịch tập đoàn Xiaomi kiêm Tổng Giám đốc của thương hiệu Redmi, ông Lee Won-bin, xác nhận rằng Redmi Note 8 đang được phát triển sẽ có hiệu năng mạnh mẽ hơn nhiều so với thế hệ trước đó nhờ con chip MediaTek G90T. Ở thế hệ tiền nhiệm thì chiếc Redmi Note 7 vốn đã có được nhiều cảm tình từ phía người tiêu dùng, từng là sự lựa chọn khó thay thế trong phân khúc tầm giá dưới 5 triệu đồng ở thị trường sách tay. Giờ đây thì tuyên bố của ông Lee Won-bin khiến nhiều người mong đợi hơn. Theo đó thì Redmi Note 8 sẽ là sản phẩm đầu tiên được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Helio G90T dành riêng cho việc chơi game. MediaTek Helio G90T là phiên bản mạnh nhất của bộ vi xử lý chơi game mới G-Series của MediaTek, bao gồm hai lõi Cortex A76 2.05GHz và Cortex A55 6 lõi với tốc độ là 2GHz. Ngoài ra thì Redmi Note 8 còn có khả năng lớn sẽ là smartphone Redmi đầu tiên được trang bị cảm biến 64MP nhưng chưa biết là của Samsung hay là Sony. Những trang bị trên cho thấy đây sẽ là một sản phẩm rất được đầu tư đến từ nhà Redmi. Các bạn mến, không chỉ thời trang thì Galaxy Watch Active 2 mới ra mắt của Samsung còn được trang bị kha khá những tính năng theo dõi sức khỏe, đặc biệt là phải kể đến đo điện tâm đồ như Apple Watch 4. Có khá nhiều người dùng bày tỏ việc không thích Samsung loại bỏ vòng xoay tùy chỉnh vật lý mà chỉ sử dụng màn hình cảm ứng trên Galaxy Watch Active và Galaxy Watch Active 2 chính là câu trả lời cho nhu cầu với phần viền có thể xoay cảm ứng. Phần cảm ứng này được đặt quanh màn hình của đồng hồ và máy cũng có thể rung cho mỗi nấc mà người dùng chạm tới, mô phỏng một vòng xoay vật lý. Ngoài vòng cảm ứng mới thì Active 2 có thiết kế rất giống với phiên bản tiền nhiệm. Hai phiên bản 44mm và 40mm có màn hình Super AMOLED với kích thước là 1.4 và 1.2 inch tương ứng. Và cả hai đều sử dụng cùng bộ xử lý lõi kép Exynos 9110 như Galaxy Watch Active, đi kèm với dung lượng RAM là 768MB và dung lượng lưu trữ là 4GB. Với bản LTE thì sẽ có 1.5GB RAM. Ngoài ra thì Galaxy Watch Active 2 sẽ kết nối với điện thoại thông minh và máy tính bảng thông qua Bluetooth 5.0. Mẫu đồng hồ thông minh này có khả năng kháng nước đạt tiêu chuẩn 5 atmosphere và có thể sống sót trong độ sâu 50m trong khoảng 10 phút cùng độ bền đạt chuẩn quân đội Mỹ. Đối với phần mềm thì Galaxy Watch Active 2 chạy trên nền tảng dựa trên Tizen giống như các smartwatch còn lại của Samsung và nó tương thích với cả điện thoại thông minh đến từ Android và iOS. Và Samsung Galaxy Watch Active 2 sẽ được bán ra từ ngày 27 tháng 8 tới đây với mức giá khởi điểm là từ 279 đô, tức là khoảng 6,5 triệu đồng. Các bạn mến, sản phẩm mới nhất vừa được Xiaomi gây quỹ cộng đồng kéo dài trong 3 ngày và kết thúc vào ngày 7 tháng 8 tới đây chính là một mẫu tai nghe chống ồn chủ động. Sản phẩm này sở hữu công nghệ khử tiếng ồn chủ động Live Hybrid. Điều này sẽ giúp tai nghe thu được tiếng ồn một cách toàn diện và làm giảm đáng kể các cái hiệu ứng gây tiếng ồn. Được biết là hầu hết các cái mẫu tai nghe khử tiếng ồn trên thị trường hiện nay đều hoạt động bằng cách thu thập các cái mẫu tiếng ồn thông qua micro và sử dụng các cái hệ thống giảm tiếng ồn để tạo ra sóng âm thanh ngược và để trung hòa được tiếng ồn đó. Và thông số chi tiết của chiếc tai nghe mới này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng có một sản phẩm trước đó đã từng được Xiaomi ra mắt vào khoảng tháng 12 năm 2017, đi kèm với hai mức cường độ giảm nhiễu và thời lượng pin lên tới 12 tiếng. Thế nên thế hệ mới này còn có thể sẽ tốt hơn nữa. Và trong thời gian tới đây thì giá của tai nghe này sẽ được giảm giá xuống còn khoảng 62 đô, tức là khoảng 1,45 triệu đồng, trong khi giá bán lẻ trên thị trường là 70 đô, tức là khoảng 1,64 triệu đồng. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Anh nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy đặt nhiều phía dưới phần luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.